Linh bữa nay là nó mừng 10 năm mở tiệm nè. Thì anh có cái điều gì để chúc cho Linh không? Thấy rõ ràng thôi. Thời gian đây là mới đây cũng nhanh 10 năm rồi ha. Thì mình thấy là cái tiệm này quá là tốt, quá là thành công mỹ mãn. Thì không có gì hơn hôm nay tất cả mình có mặt hôm nay phải không? Thì chúc mừng cái tiệm càng ngày càng thành công, càng là tốt đẹp là nhiều khách như ý muốn của cái của thầy Linh hơn. Đó, mình cùng nhau chúc là những điều tốt đẹp nhất cho cái tiệm này. Tuyệt vời luôn. Rồi chân thành cảm ơn những lời chúc cho anh nha. Nha. Yeah. Rồi chúc anh vui vẻ trong ngày hôm nay luôn. Mà. Rồi. Yeah, ok. Chào anh Kiên nha. Rồi. Sao căng nhìn hàng đâu? Đây là những người đã từng đồng hành với mình 10 năm rồi, xong bây giờ thì 1 năm với 10 năm đó là cộng lại là 11 năm. Thì anh em đâu? Đâu thì anh em? Emily. Em nhớ chụp chung. Xong là 2 phút nữa thôi là mình làm mình. Đâu? Khánh đâu? Khánh Trang đâu? Khánh Trang. Quy đâu? Ủa nãy giờ không thấy Quy vậy? Quy đi kìa rồi, nó tối nãy giờ rồi. Rồi, đấy, rồi cũng vô. Dùng buffet đi ha, đói lại nha. Dạ. Ok, good night, good chip. Dạ. Và món ăn bữa nay thì mình thấy ở đây nè, có bánh cam nè nha. Bánh cam, có chè xanh, chè khoai môn. Dạ. Có bông hoa. Đây chè xôi. Dạ, đây bánh chuối. Xôi đậu phụ. Xôi đậu phụ. Bánh dẻo nè. Dạ, dầu cháo quẩy. Dạ, cháo tẩy. Rồi, a gà xương sa. Xương sa. Đây là gỏi thịt bò nè nha. Rồi món này là rau sống nè. Dạ, rau sống ở bên này mắc hơn thịt. Đây là gỏi. À, gỏi. À, đây cũng là dưa chua nha. Rồi tôm nè. À, dưa chua. Bánh hỏi. Dạ. Dưa leo. Thịt heo quay. Dạ. Tôm chiên. À, rồi bên kia là có bánh ướt nè. Rồi bò lá lốt luôn nha. Yeah, nem. Rất là nhiều món. Và cả đây giống như là anh Lương hồi nãy đã nói nha, tất cả ba miền đều có món. Ok. Đó. Dạ, bên này cũng có chả giò nha. Đây là chả giò. Rồi thịt heo quay nè, đẹp không? Đẹp. Cải xào. Yeah. Toàn những món tuyệt vời cả nha. Yeah. Lẹ tay thì còn mà chậm tay là còn nguyên. Là cái này nè, thấy không, còn nguyên đã hết đâu nha. Yeah. Còn rất là nhiều. Và đây còn một nồi nữa nè, để mình mở coi cái nồi này là nồi gì đây. Đó, này nồi cháo khuya. Hết sảy. Và đây nè, còn thấy là tất cả những còn nằm ở trong này chưa có mở ra nha. Tức là cuộc vui nó còn dài lắm, chưa biết tới lúc nào hết. À, không. Cái này thợ tránh, không phải thợ chính, gặp đâu tránh đấy. À, chúng ta thấy là cái cuộc vui nào nó cũng có những cái sự quy tụ với thức ăn, đồ ăn, thức uống. Và nhất là 10 năm của Linh nữa. Và chúng ta thấy là bữa nay một cái không khí rất là tuyệt vời. Rất nhiều anh chị em trong gia đình ha, và những người mà đã giúp cho Linh trong 10 năm vừa qua tạo thành cho mình một cái cơ sở vững chắc. Và đây là có một số quý anh chị mà mình cũng thâu thôi chứ còn chả có biết là tên tuổi ở đâu nha. Đang thưởng thức nha, chúc các anh chị ăn ngon nè.
Chúc anh chị ăn ngon. Rồi, chúc anh ngon nha. Hello Phước, hello Hon. Hôm nay rất là vui mừng nè, Phước với Hon tới đúng giờ đúng giấc luôn. Thì nhân cái ngày 10 năm của Linh đó, Phước với Hon có lời nào chúc cho Linh trong cái ngày này hay không? Thì xin mời Hon trước. Dạ. Em với Phước thì coi như là chị chúc Linh là luôn luôn thành công, sức khỏe và trẻ đẹp. Với Linh là chỉ cần như vậy thôi. Bà nói hết rồi. Ok rồi, cảm ơn Phước với lại Hon rất là nhiều luôn. Rồi chúc cho hai vợ chồng dùng bữa ngon cơm nha. Ngon mẹ. Ngon sơi. Cảm ơn. Cảm ơn. Hello. Cầm cho con cái. Hello Sabiha. Ich werde mich sehr freuen, dass du heute hier bist bei Linh 10 Jahre, das ist die, das Geschäft bestehen, oder sagt man Geburtstag 10 Jahre von das Geschäft. Hast du ein paar Worte an Linh? Und ja, bitte. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg weiter in deinem Geschäft, auch viel Gesundheit, auch in ihrem Leben. Das ist sehr schön. Ich danke dir, das ist ganz ehrlich. Das ist Linh wirklich sich freuen für diese Worte. Dankeschön. Bitte schön. Ja. Danke. Đâu có, kể nó đi, kể nó. Kể nó. Dạ, hello Linh với Ngọc, bữa nay là gặp Linh với Ngọc ở đây nha, vui nha. Bữa nay Linh với Ngọc có cái lời chúc nào đến với gia chủ không? Mừng 10 năm tiệm nè, rồi có đời gì đó. Thì xin mời Linh với Ngọc. Dạ, trước tiên là cảm ơn lời mời của Linh, vợ chồng. Rất mừng được buổi tiệc rất là hoành tráng của tiệc quốc. Và nhân dịp này mình xin chúc Linh và tiệm làm ăn phát đạt phát tài. Dạ, 10 năm sau vẫn còn phát tài phát lộc. Dạ, ok. Ok, cảm ơn Ngọc. Cảm ơn Ngọc với Linh rất là nhiều nha. Dạ, thôi nha, chúc cho Ngọc với Linh ăn ngon nè, vui vẻ chiều hôm nay. Ok, dạ. Rồi. Rồi, chúc mừng. Thương nhau rung sau đầm đầy chi.
Bây giờ 10 năm này em thấy coi như là phải chặt chẽ phải thật sự phấn đấu rồi. Nhỏ là ok luôn. Bây giờ anh quyết định đi. Bây giờ cụ đến, khoan cụ đến. Đây đây cụ đến. Khoan. Bây giờ đây hai tay vô là như thế nào? Bây giờ là cho mọi người chọn là em. Ra báo với em Hồng. Em Hồng là 21. Em ra báo ý em nói là sao bảo anh hơi sức khỏe 21 là Rosa, 21 là Rosa, 25 là Chi Bạc, hai là uống hết cả hai chai luôn. Ý em là uống hết cả hai chai luôn. À con nhỏ là muốn mình uống một phát. 10 năm em mới có một lần. Đúng rồi. Với hai như vậy là cụ hôm nay chúng ta tiếp nổi không? Lúc là bây giờ mình thôi cho 21 trước, rồi. Xong rồi mình sẽ uống chai 25 hoặc là bây giờ uống chai 25 trước. Uống cho 25 trước đi. Đúng. Nếu mà rượu á, ta phải sắp xếp được cái loại nào già thì ta phải xưa xài trước, chứ không bây giờ trẻ chứ đúng không? Người già bao giờ xài trước chứ không bây giờ chúng ta bây giờ là thì thôi xài cái 25, ai người ta xài 21 đâu. Bây giờ để em đánh. Tôi có một ý kiến là xin phép mọi người đánh nhau cũng qua chỗ Yến Lương, đây là biết đến em. Hôm nay là ngày vui của em, tức là đã là 10 năm. Là ngày đám cưới của em. Thế bây giờ mình phải nói này. Nói mà ở trong miền Nam. Bây giờ chúng ta phải nói này, để như tôi nghĩ trong hai chai rượu này chắc chắn chai này phải hơn chai kia. Dạ. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai ý, cái 10 năm này nay còn phải 10 năm nữa có thể chúng ta mới quây quần lại được bao nhiêu được, mà tuổi mỗi lúc một già đúng không? Có thể đến lúc ấy chúng ta ngồi có tất cả ngồi đây và có thể là người đã mất đi, cho nên là bây giờ ấy, đúng rồi. Bây giờ là nó cảnh giác lên cái chai 38 năm chai này. À. Rồi. Uống được nó uống chai kia. Ok. Đúng rồi. Rồi. Không cẩn thận đã bị 21 có khi là hơn 25 đấy. Không phải cái bên dưới kia. Bây giờ người ta gọi là ván bài lật ngửa đấy, bây giờ ta biết làm sao. Đúng rồi. Bây giờ em hôm nay em rất là vui mừng, trước hết là gia đình kế tục của chúng mình đúng không? Anh Sáu ấm nha. 3, 5, 3. 5, 6, xong rồi chị 4, tức là chị 3, anh 2 đâu, anh 2 nè, tức là chị 3 là con của cậu 5, 5 là cậu anh của mẹ em, đây là dâu là thứ 9, mẹ em thứ 10, thì em rất là vui, thấy không? Và cả có anh Tính với lại Đảng ở đây nữa, ha. Là coi như anh Tính là coi như gia đình thứ 2. Anh Tính là hôm nay là anh trai đi, anh lớn nhất đi. Em chọn anh là anh trai. Ôi, anh trai cực kỳ dễ thương luôn. Làm gì đi chỗ khác thì đúng rồi. Ông đi chỗ khác người ta kêu cụ với bác. Cái này không có yếu xìu à. Trời, thế mày vui. Nãy giờ phải vui vậy. Anh là anh trai mà các tụi em là anh hai đó rồi. Chị Sáu nè, em là Út á, em là Út. Nhỏ này là Út rồi, ok rồi. Đấy, bác cả lên rồi, lên tới ngay luôn. Thôi rồi, thôi rồi, thôi rồi, nghĩ trong bàn bàn này đã. Quý hơn cái gia đình mà hôm nay là chồng tôi không có cái gì quý hơn hết. Dòng 2, 4, 6, 7. Bây giờ anh là chú tôi gọi là chú tôi gọi là ba đến trời đây là anh đến không có cái gì
quý hơn á. Em thật sự luôn á, em rất là cảm động là có tất cả gia đình tụi mình là quyên không có ngoại, nhưng mà ngoại yếu không có ra đây được. Ngoại em rất là cảm động. Cái này là anh hai. Mà em ở cồn đảo ngày xưa nha, cồn đảo đi cùng một chiếc tàu đảo Palawan, hay là Philippines, Palawan, ấy tôi đoán ngay Palawan chính xác luôn. Philippines là 4 tháng à? Philippines 4 tháng, Philippines qua sang thôi, xong rồi bơi lội qua đảo Palawan. Nhưng mà nói cho em nói câu nè, bây giờ tất cả những người chúng ta ha sẽ nhận anh đến là anh trai của mình, đúng không? Ôi, chú này về thấy vui bằng tâm đó. Chú này về thấy vui ông ba thêm sàn chứ. Chứ mơ rồi, chim bằng ăn. Bỏ cái gì ông cứ bỏ các em cứ anh Tấn cũng là một phần trong gia đình của chúng em. Có sai đến em cũng đi nha. Thôi thì em nói như thế thì có anh cả đây, có anh chị đúng không? Dạ. Nhìn chung ra thì ngồi ở đây thì đứng ở góc độ gia đình, anh cả chị. Ráp vô một cái là thành nguyên mộ luôn. Nguyên mộ luôn. Thì chân thành cảm ơn. Thôi mà sao hay gì hết sợ đó. Em thứ tư quá. Của nhà hàng chúng ta. Rồi là cũng ngày vui của một gia đình nhà bọn em. Thế thì anh ấy cũng là một trong những thành viên của gia đình thứ hai. Mà để được em nói rằng coi như là một trong như anh ấy là một thành viên, tức là một người anh trong gia đình nhà em, thì cũng xin kết nạp lại với chỗ gia đình nhà anh ở đây với các em và toàn thể bạn bè, đúng không? Để chúng ta lên ở ngoài Bắc kêu là anh bốn, ở ngoài Bắc kêu anh bốn. Thôi bây giờ tay mặt anh bốn, bây giờ mời anh bốn anh chị, em mà con vui cho anh bốn chỉ chờ vậy thôi. Bây giờ là anh bốn ở đây thì xin chắc các anh hai, anh ba, rồi chị ba nhá, giao đây cho cháu của gia đình, tức là cháu bỏ ra để rót rượu. Cái này nhá, cái cây này cũng là 10 năm luôn. Ngoài 25 năm còn cộng thêm 10 năm nó ủ trong la rồi. Cái cây này là 35 năm. 35 năm. Đúng không? Dạ. Đây vui sướng. Đấy, vui to. Bay vô anh. Bánh ra luôn. Anh vui cho 25 chứ rõ cho 25. Hello, hello, mọi người. Cúc. Cái này là original nha. Nhưng mà ba chục năm về trước. Con ơi, cũng cảm ơn chị ba, đó không, về ở nhà chị ba lúc đó em nghèo khổ. Ủa luôn lúc đó nhỏ mới lên mình mới có 18 tuổi thôi hả? Lúc đó sao một trai giả mang luôn. Mẹ giỡn, ngoài bây giờ cũng còn đẹp vậy, sao em nói giờ có tuổi vậy? Giờ không đẹp.
Dễ ông quá vậy. Anh Sáu bị chị Sáu chơi tàn ơi. Chơi không nổi. Mày cũng muốn đó hả? Oh,
Quyên. Anh rất là hân hạnh biết gặp được Quyên ở đây. Và hôm nay là cái ngày mừng 10 năm của Linh nè. Thì Quyên có những lời nào để mà chúc đến Linh kỷ niệm 10 năm không? Đã xin mời em. Em cũng hân hạnh là được biết anh. Em thì em chỉ mới biết chị Linh khoảng chừng một năm nay thôi. Dạ, nhưng mà thật lòng ở trong tâm em thì em rất là ngưỡng mộ chị Linh, tại vì chị rất là giỏi. Dạ, trong mọi vấn đề về mọi mặt luôn, là em thấy chị là một người phụ nữ rất là tuyệt vời. Dạ, như ngày hôm nay là kỷ niệm 10 năm của tiệm Nay Phương Dung. Có gì hơn thì em chỉ chúc chị Linh ngày hôm nay và những năm sau này chị sẽ mãi thành đạt. Dạ, giống như từ hồi trước đến như giờ. Anh tuyệt vời, anh chân thành cảm ơn Quyên rất là nhiều. Dạ. Những lời chúc của em chắc chắn là Linh nó sẽ mừng lắm khi nghe những lời của em chúc. Dạ, chân thành cảm ơn Quyên nha. Dạ, em cũng cảm ơn anh luôn. Không có gì hết, dạ. Quyên. Dạ. Dạ, bye Quyên. Dạ, yeah, hello Thon. Rất mừng là bữa nay anh em mình gặp nhau tại đây, Night for You ha. Và hôm nay là anh được biết Linh đã mừng 10 năm tiệm hôm nay. Và thì anh muốn hỏi là Thon hôm nay có những cái lời nào dành cho Linh nhân dịp kỷ niệm 10 năm hay không? Em hôm nay có rất là vui tới để mừng sinh nhật 10 năm Nail for You. Và em chúc Linh sẽ có thêm nhiều cái 10 năm nữa. Ok, rất chân thành cảm ơn em. Anh nghĩ là Linh đã sẽ rất là mừng khi nghe được những lời chúc của em sau đây. Cảm ơn em nhiều lắm. Ok, bye em. Hello Vũ, bữa nay là anh rất mừng là gặp em ở đây nè, rất là vui. Và anh cũng được biết là bữa nay Linh nó có 10 năm mở tiệm nè. Thì Vũ có cái lời nào để mà chúc cho Linh trong cái nhân dịp kỷ niệm 10 năm không? Nhân dịp 10 năm thì em chúc Linh thành công mãi mãi. Mãi mãi là thành công. Khách vô là đầy tiệm. Công nhân làm mỏi tay. Ok rồi. Khuôn mặt lúc nào cũng nở một nụ cười vui vẻ. Yeah, cảm ơn Vũ rất là nhiều luôn. Vũ thấy không, bữa nay là đông đủ mọi cái gương mặt ở đây hết á. Vũ cảm ơn Vũ nhiều nha. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi chào Vũ. À,
Hello Su Há, anh em mình gặp nhau ở đây là một ngày đặc biệt nha. Ngày hôm nay là ngày mà Linh nó kỷ niệm mừng 10 năm cái tiệm này. Thì không biết là Su Há có những cái điều gì để mà chúc cho bà chủ nhà này trong cái thời gian tới, trong tương lai sao không? Dạ. Linh à, ai giờ có chúc lý là sắp đến rồi, lấy cơ hình chúc lý cơ xin gia là dù bí hiểm. Còn tấn vinh sĩ kia rằng phi là số khổng thì sẽ lôi thuốc. Bố nói em mà bè xa bí ôm ẩm bè là nê hôn thật khẩm em mà em mà em mà em mà phụ. Còn tấn kỳ dô này sẽ khích tí ít. Này, còn ai khóc vào bài bia kỳ dê xa khôn đà em mà bút sâu dài. So ich danke dir, dass es heute alle mit mir freuen eingeladen ist. Danke dann. Ok, dạ cảm ơn Su Há rất là nhiều, một lời chúc rất là tốt đẹp. Cảm ơn nha. Rồi, cảm ơn chia sẻ. Chào chị Quyên nè, với lại chào anh Lam nè, tức là bữa nay là gặp hai anh chị ở đây nha, một cái ngày rất là vui vẻ. Thì anh chị gặp như là anh chị biết là ngày 10 năm của Linh, thì anh chị có một lời chúc nào cho Linh trong ngày hôm nay không? Xin mời chị Quyên trước. Thì bạn cùng chúc chung cô chủ Linh luôn luôn mạnh khỏe, xinh đẹp, làm ăn coi như là mỗi ngày một phát triển hơn trong ngành móng tay, trong ngành nai. Ok, rồi anh làm. Chúc cho chị Linh làm ăn ngày một tấn tới rất là xinh đẹp, đi chơi được, đi chơi nhiều, bảo bạn ước mơ vâng. Rồi cảm ơn chị Quyên với lại anh Nam rất là nhiều luôn, với những lời chúc tốt đẹp này bảo đảm là Linh rất vui khi mà nhận được cái lời chúc này. Cảm ơn. Đây là một hình ảnh tuyệt vời nha. Bữa hôm nay là gặp được Tính Hằng nè và hai em nè. Có lời gì chúc đến với Linh trong cái ngày kỷ niệm 10 năm này không? Xin mời Tính. Ôi, anh thành chúc em làm ăn là coi như là luôn luôn phát tài, cò bay thẳng cánh. Mỗi năm mà em phải đi du lịch 4-5 lần để mấy cái giấy đó để hết hạn không có được. Cảm ơn Tính nhiều. Dạ, xin mời em ăn. Hôm nay chị cũng đến dự buổi tiệc 10 năm tiệm leo của em.
chị, anh chị cũng chúc cho em được nhiều thành công hơn nữa và được mọi việc tốt đẹp, mở thêm nhiều tiệm mới nữa nha. Rồi, những lời chúc thật là tốt đẹp nha. Yeah. Mời hai em luôn nè. Chào chị Linh, hôm nay được rất là vinh dự được chị mời đến kỷ niệm 10 năm ngày tiệm của chị. Mong rằng là chị luôn luôn mạnh khỏe, phát tài phát lộc và thêm nhiều nhiều cái 10 năm khác nữa. Rồi, chân thành cảm ơn em nhiều. Cảm ơn, có tớ còn đẹp không? Em có gì bự. Vậy là sợ mấy cái cuộc sai nó hết hạn là. Hết hạn, thành nữ ra là em bây giờ là phải đặt thì ra xuyên đặt thì hỏi ta kịp ôn lính hát hỏi ta sen giá rỡ đặt cái xếp bị stê phát hấp yên đa đi vót ta phiêu linh đặt thì sổ biết ta xuyên alles gute Linde. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, weiterhin viel, viel Geschäft, viele Kunde und bleib immer so und bring viel Geld rein. Das meiste hat sie schon gesagt. Ich weiß, was sie sagen soll. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute. Ich habe gar nicht gehört. Sehr schön, ja. Ich danke euch alle. Das ist sehr, sehr schön und das ist gute Worte an Link. Immer jung zu bleiben. Ja. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nha. 10 năm em đạt được tất cả những gì em muốn, bởi vì em rất là dễ thương, ai cũng quý mến Linh hết. Mà ước mong rằng trong cuộc sống này em gặt hái được tất cả, không phải chỉ tiền bạc không, nhưng mà còn tất cả những cái hạnh phúc mà một người xung quanh mà trao đến cho em. Anh chị chúc mừng em. Rồi cảm ơn em, có mời mời anh chị tới ngày hôm nay nha. Cảm ơn anh đã chúc mừng. Nhạc đâu biết cái lục kia. Chào anh chúc, chào anh chúc. Từ 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 bình tĩnh. Từ đó cũng như ngài chưa đi một cái chờ chúng tôi. Happy birthday, happy birthday.
Rồi ok anh Lương, bữa nay là gặp anh chị ở đây rất là một điều vui vẻ nha, mừng. Và nhân ngày 10 năm của Linh đó thì anh chị có lời nào chúc đến Linh trong ngày hôm nay không? Xin mời anh. Tôi đã nhận và mong được cái tin vui này là cách đây là khoảng 2 tuần rồi. Đã vợ chồng tôi sắp xếp và trong khi đó là bà Linh này là cũng là bà thông gia đến với tôi. Thì rất phấn khởi, vui vẻ, mọi người rất là đông và chúc mừng cho cô Linh này đã thành công trong 10 năm về ngành nai tư du. Thì rất vui mừng bạn bè anh em rồi rất nhiều người mến ngộ của cô đã đến chúc mừng cô luôn luôn làm ăn phát đạt và luôn luôn có những ý nghĩa tới trong tương lai và mọi người tiếp theo. Rồi chân thành cảm ơn anh Lương rất là nhiều với những lời chúc tốt đẹp của anh nha. Rồi cầu chúc cho anh bữa hôm nay có một anh chị có một buổi chiều và thật là vui vẻ tại Raymond này. Cảm ơn anh. Rất là mọi người xong khi đó mọi người sẽ xem và thưởng thức rất là nhiều những cái món đặc sản của quê hương của chúng ta đã đến. Thì lát nữa anh sẽ quay trực tiếp đến xem những cái chi tiết những cái món ăn trong. Các bạn thấy là nó có ba miền Nam Bắc rất là nhiều. Chậm tí tôi cũng không biết đó là những cái món gì. Nam Trung Bắc đều có cả.
rất cảm ơn anh đã có phỏng vấn tôi. Tôi cũng rất là cảm ơn. Vâng. Okay. Chân thành cảm ơn anh Lương một lần nữa. Dạ, xin chúc anh một ngày buổi chiều vui vẻ, anh Lương. Dạ, bye anh Lương.